Hôm qua, cựu thủ tướng được chỉ định Saad al-Hariri, chính trị gia hàng đầu theo dòng Hồi giáo Sunni ở Liban, cho biết sẽ tạm dừng vai trò trong đời sống chính trị, đồng thời tuyên bố không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, ông al-Hariri kêu gọi đảng của ông không đưa ra tranh cử bất cứ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử tới đây, do nhiều yếu tố phía sau. Tuy nhiên, ông cho biết, dù quyết định từ bỏ mọi vai trò hay trách nhiệm trực tiếp liên quan đến quyền lực, chính trị và quốc hội, song ông và đảng của mình vẫn sẽ tiếp tục cống hiến phục vụ nhân dân và đất nước. Ông Saad al-Hariri từng ba lần giữ chức Thủ tướng Liên bang. Cha của ông Rafis al-Hariri bị ám sát vào năm 2005. Lần gần đây nhất là ông Sát được bổ nhiệm làm Thủ tướng Liên bang từ những ngày cuối tháng 10 năm 2020, song đã không thành lập được chính phủ do bất đồng với Tổng thống Michel Aoun về danh sách thành viên nội các. Tuyên bố đầy bất ngờ của ông Saad al-Hariri được đưa ra trong bối cảnh Liên bang đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế, mà theo Ngân hàng Thế giới là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thế giới. Chính quyền thế tục của Liên bang đã thất bại trong việc đưa ra những bước đi để giải quyết khủng hoảng trong bối cảnh phần lớn dân số rơi vào cảnh đói nghèo.